Ngày 11 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Trần Văn Nam, sinh năm 1983, ngụ phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, mức án tử hình về tội giết người. Nạn nhân là hai mẹ con người tình của bị cáo. Theo cáo trạng, đầu năm 2022, bị cáo Nam quen biết và chung sống như vợ chồng với một phụ nữ sinh năm 1979 và con riêng của bà sinh năm 2015 tại nhà Nam. Sau thời gian chung sống, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn đánh nhau, nên sau đó người phụ nữ bỏ về sống tại nhà cậu ruột trên đường Nguyễn Đình Chiểu, khóm 4, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc. Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 2 tháng 11 năm 2022, sau khi uống hết 1,5 lít rượu, Nam nảy sinh ý định đốt nhà giết chết người tình để thỏa mãn lòng ghen tức. Nam châm lửa đốt nhà khiến hai mẹ con người tình tử vong. Sau khi gây án, Nam đã đến cơ quan công an đầu thú.